Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gỡ SIM Samsung Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn coi ở phía dưới của điện thoại Samsung của mình nè Ở phía dưới đây nó có một cái chỗ để mà các bạn có thể gỡ SIM nè Đây chính là chỗ các bạn gỡ SIM nha Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái que chọc SIM Hay là một cây tăm hay là một cái vật nhọn nào đó Cũng được nha Rồi bây giờ các bạn chọt vào trong cái lỗ đây cái lỗ đây nha chứ không phải cái lỗ đây nhiều bạn lại nhầm á cái lỗ ở trong cái uh, uh, ô này nè ở trong cái chỗ đó lấy xin này các bạn chọt vào trong cái lỗ đây nha rồi bây giờ các bạn chọt vào một cái rồi khi các bạn chọt vào thì nó đã lôi ra rồi nè bây giờ các bạn nắm các bạn lôi ra các bạn rút ra đó vậy là mình đã gỡ được sim trên điện thoại Samsung nha rồi bây giờ các bạn có thể lấy sim ra và thay một cái sim khác rồi các bạn gắn vào lại khi các bạn gắn vào thì các bạn cũng gắn đúng chiều như thế này nha rồi các bạn gắn vào lại trong điện thoại thì các bạn cũng coi cho đúng chiều như thế này cái chỗ đây khớp với ở dưới nha nhiều bạn đâu lúc lại Gắn ngược như thế này thì không được nha. Nên các bạn lưu ý các bạn phải coi đúng. Tại vì chỗ đây nó có một cái chỗ để lòi ra này. Thì các bạn coi ở dưới nó cũng có một chỗ lòi ra nha. Khớp thì các bạn để sim vào. Đó, các bạn để nhẹ nhàng thôi. Rồi. Như thế này thì các bạn bấm vào luôn, đẩy vào luôn. Rồi ok, vậy là mình đã gỡ sim Samsung thành công. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách gỡ sim Samsung và cách gắn sim Samsung. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.